Trước kia khi lúa gạo còn khan hiếm, khoai lang đã trở thành loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống của người Việt. Ngày nay với nhiều cách chế biến khác nhau, nó càng được nhiều yêu thích hơn nữa. Bên cạnh hương vị ngon ngọt đặc trưng, khoai lang cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Hãy cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách tìm hiểu tất tần tật về những lợi ích hay, điều nên và không nên khi sử dụng loại củ này nhé! Khoai lang là một loại cây nông nghiệp với các rễ củ lớn chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt. Khoai lang được mệnh danh là thực phẩm siêu tuyệt vời cho sức khỏe. Thế nên, chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời khi chúng ta ăn một củ khoai lang mỗi ngày nhé! 1. Người bệnh tiểu đường. Theo một nghiên cứu vào năm 2008 của các chuyên gia sinh học tại Mỹ cho thấy, chiết xuất từ khoai lang có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin ở người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Hơn nữa, chất xơ trong khoai lang cũng rất quan trọng, giúp làm ổn định lượng đường trong máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Số 2. Ổn định huyết áp. Hiệp hội Tim Mạch Mỹ khuyến khích mọi người cần tránh ăn các thực phẩm chứa nhiều muối, nên ăn các món giàu kali để duy trì một hệ thống tim mạch khỏe mạnh. Và khoai lang là thực phẩm rất giàu kali. Một khẩu phần 124g khoai lang nghiền đã cung cấp 259mg kali, khoảng 5% nhu cầu hàng ngày cho một người lớn. Số 3. Giảm nguy cơ ung thư. Khoai lang là một nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời. Beta-carotene là một sắc tố thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể. Nó giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư, bao gồm cả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư phổi. Chất chống oxy hóa như beta-carotene cũng có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do. Nếu mức độ gốc tự do trong cơ thể quá cao, tổn thương tế bào có thể xảy ra, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính như viêm khớp, ung thư, xơ gan. Số 4. Cải thiện hệ tiêu hóa. Với hàm lượng chất xơ có trong khoai sẽ giúp bạn ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy đường tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới đã chứng minh mối liên quan giữa việc ăn nhiều chất xơ với khả năng giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vì chất xơ có thể làm giảm các ứ động trong lòng ruột và sản sinh các vi khuẩn có lợi giúp dễ tiêu hóa thức ăn, ngăn ngừa bệnh ung thư trực tràng. Số 5. Bảo vệ sức khỏe của mắt. Khoai lang là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào. Sau 18 tuổi, bạn nên tiêu thụ 700mg vitamin A mỗi ngày với phụ nữ và 900mg với nam giới. Theo nghiên cứu của chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, Martha McKittrick, một củ khoai lang nướng sẽ cung cấp khoảng 1.403 mata vitamin A, tương đương 51% nhu cầu hàng ngày của một người. Và vitamin A cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh tật. Số 6. Tăng cường khả năng miễn dịch. Cứ 124g khoai lang lại cung cấp 12,8mg vitamin C. Vitamin C hỗ trợ hệ thống miễn dịch và tăng cường hấp thụ sắt. Lượng vitamin C thấp có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt ở một người. Mặc dù là loại thực phẩm siêu tốt cho sức khỏe với đa dạng cách chế biến thơm ngon, nhưng khoai lang cũng có những loại thực phẩm kiêng kỵ mà bạn không nên ăn cùng, bởi chất hóa học trong chúng có thể gây ra nhiều phản ứng bất lợi cho cơ thể. Số 1. Quả hồng. Đường có trong khoai lang rất dễ bị lên men trong dạ dày của chúng ta, do đó khi ăn khoai lang sẽ gây ra hiện tượng tăng tiết axit dạ dày. Và nếu bạn ăn quả hồng ngay sau đó, nó sẽ làm cô đặc và kết tủa axit trong dạ dày của bạn bởi phản ứng hóa học của phức hợp tannin và pectin của quả hồng dẫn đến vón cục. Trường hợp nặng có thể gặp phải tình trạng xuất huyết tiêu hóa hoặc viêm loét dạ dày. Vì vậy, nếu muốn ăn hai loại thực phẩm này, bạn nên ăn chúng cách nhau ít nhất là 5 giờ. Số 2. Cua ghẹ. Như đã nói ở trên, khoai lang rất dễ bị lên men tạo thành axit trong dạ dày của chúng ta. Axit này sẽ liên kết với canxi trong hải sản tạo thành muối. Kết quả là canxi không được hấp thụ vào cơ thể mà thậm chí sẽ còn trục xuất các hợp chất muối mới này dưới hình thức chất thải. Do vậy, nếu ăn cả hai cùng một lúc, bạn có thể bị đau bụng và tiêu chảy. Số 3. Chuối. Chuối không nên ăn cùng khoai lang vì cả hai đều dễ tạo cảm giác no nên sẽ gây đầy bụng, thậm chí có thể gây trào ngược axit dạ dày. Nếu ăn quá nhiều sẽ làm ức chế thức ăn trong ruột và dạ dày, dẫn đến khó tiêu hóa, hấp thụ. Trường hợp nặng có thể gây ngộ độc mãn tính. Số 4. Cà chua. Nếu bạn ăn khoai lang phải ngừng việc ăn cà chua ngay, vì đường trong khoai lang lưu lại trong dạ dày sẽ kích thích dạ dày tiết ra nhiều axit dịch vị. Cà chua thì lại dễ bị kết tủa trong môi trường axit mạnh, khiến thức ăn tích tụ trong ruột và dạ dày, rất khó tiêu hóa, khó hấp thụ và nặng hơn là có thể mắc bệnh sỏi. Số 5. Thịt gà. Khoai lang không nên ăn cùng thịt gà vì cả hai đều khó tiêu, nên nếu ăn chung sẽ gây trướng bụng, đau bụng. Vậy để sử dụng tốt nhất những lợi ích từ khoai lang, chúng ta cần kết hợp khoai lang với những loại thực phẩm nào? Trong đông y, khoai lang có nhiều tên như cam thử, phiên chữ, củ tính bình, ngọt. Nếu biết sử dụng hợp lý, chúng ta sẽ nhận được vô vàn các tác dụng từ giảm cân đến tiêu viêm, sáng mắt, nhuận tràng, tốt cho thận.
khoai lang kết hợp cùng sữa chua là bài thuốc nhuận tràng. Cả khoai lang và sữa chua đều là những thực phẩm bổ dưỡng. Từ nguyên liệu sữa chua và khoai lang, bạn có thể chế biến thành các món ăn ngon cho gia đình như khoai lang nướng sốt sữa chua, khoai lang nghiền sữa chua, khoai lang dầm sữa chua. Và các món ăn này đều rất ngon và đem lại tác dụng tốt cho cơ thể, đặc biệt là cho đường ruột. Khoai lang rất giàu tinh bột, chất xơ, caroten, nhiều vitamin với 10 loại nguyên tố vi lượng như kali, đồng, selen, sắt và axit linoleic. Chúng có tác dụng giữ cho mạch máu đàn hồi tốt và ngăn ngừa chứng táo bón ở người già. Hơn nữa, trong khoai lang có một lượng lớn cellulosa. Tuy cellulosa không thể tiêu hóa và hấp thụ được, nhưng lại có tác dụng kích thích đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột nên có thể đạt được tác dụng nhuận tràng, giải độc. Trong khi đó, sữa chua là sữa bò tươi hoặc sữa được pha theo công thức tươi cho lên men. Chúng chứa các chủng vi khuẩn có lợi cho hệ đường ruột. Hàm lượng chất béo trong sữa chua là 3% đến 5%, chứa nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể con người như vitamin B1, B2, B6, B12. Do đó, hai loại thực phẩm này khi kết hợp với nhau tạo thành một món ăn bài thuốc nhuận tràng hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả khi dùng, bạn cần lưu ý không nên đun nóng món sữa chua khoai lang vì sẽ làm mất tác dụng hữu ích và giảm hương vị của sữa chua. Để đảm bảo tác dụng của sữa chua và không khiến trẻ bị viêm họng do bảo quản lạnh thì nên lấy sữa chua ra khỏi tủ lạnh trước 15-30 phút. Trong mùa hè, sữa chua sẽ ngon nhất khi ăn ngay sau khi mua. Còn mùa đông có thể bảo quản trong nhiệt độ phòng ở thời gian nhất định. Củ khoai lang bằng thang thuốc bổ nhưng bác sĩ khuyến cáo thời điểm không nên ăn, kẻo gây bệnh cho cơ thể. Theo bác sĩ dinh dưỡng Chen Jianhen, Học viện Giáo dục Tự nhiên ở Đài Loan, buổi chiều, buổi tối là khi bụng rỗng là những thời điểm không nên ăn khoai lang vì sau 12 giờ trưa, khả năng trao đổi chất của cơ thể kém đi, do vậy hàm lượng đường trong khoai lang sẽ dễ bị tích tụ lại làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Ăn khoai lang vào buổi tối dễ gây trào ngược axit dạ dày, đặc biệt là những người dạ dày yếu hoặc người cao tuổi sẽ đối mặt với tình trạng đầy bụng, khó tiêu, mất ngủ. Củ khoai lang có chứa chất đường, nếu ăn nhiều khi bụng rỗng sẽ gây tăng tiết dịch vị làm nóng ruột, ở chua, sinh hơi trướng bụng. Để tránh tình trạng này, khoai phải được nấu, luộc, nướng chín thật kỹ. Ngoài ra, bác sĩ Chen cũng khuyên mọi người không nên ăn vỏ khoai lang vì không tốt cho tiêu hóa. Vậy nên ăn khoai lang vào thời điểm nào trong ngày là tốt nhất? Ăn khoai lang nhiều nhưng rất ít người biết nên chọn thời điểm nào để ăn mới đúng. Theo bác sĩ Chen, thời điểm vàng để ăn khoai lang là khi khoai vừa được đào lên. Đây là lúc khoai lang giàu dưỡng chất nhất. Và ngược lại, khoai lang càng để lâu thì lượng nước càng giảm, lượng đường càng tăng, tinh bột trong khoai dễ bị biến đổi, các khoáng chất cũng dần mất đi. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn khoai lang vào buổi sáng để bổ sung năng lượng cho ngày mới, giúp làm đẹp da và ngăn ngừa ung thư, tim mạch, đột quỵ và giảm cân hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thưởng thức khoai lang, làm sao để tốt nhất cho sức khỏe của bản thân. Khỏe mạnh đúng cách, chúc mọi người luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, hấp dẫn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nội dung trên. Đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe mạnh đúng cách nhé. Xin chào!